Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một địa điểm bán hoa mà mọi người cứ đến đây mua mỗi ngày và nhất là vào dịp Tết. Bởi vì cái chỗ bán hoa này nó đối diện với cái quán cà phê, người ta mở nhạc cho mình sợ bản quyền cho nên mình không có dám thu trực tiếp mà chỉ có lồng tiếng vào thôi. Bây giờ mình sẽ quay cái cảnh bên ngoài cho các bạn xem, sau đó mình sẽ vào trong mình xem cái trong đây gồm có những cái hoa đặc sắc gì nha. Bởi vì các anh bán hàng không có đông khách quá, không có thời gian để hướng dẫn mình từng loại hoa một, cho nên mình chỉ biết quay tất cả các loại hoa cho các bạn xem. Bạn cái chậu hoa này đẹp quá nè, chậu đẹp thì nó làm cho hoa đẹp thêm các bạn. Ở đây người ta cũng có bán phân để trồng hoa các bạn, nó khoảng 45.000 một bịch. Ở đây thì người ta cung cấp đủ tất cả các loại mà để mà mình trồng hoa, từ phân bón, từ đất, rồi thuốc kích hoa, rồi chậu hoa vân vân. Họ cung ứng đủ mọi loại nhu cầu cho mình. Hoa này là hoa gì rất là lạ nè các bạn. Mình quay lại gần để cho các bạn xem nè. Mình không biết tên là hoa gì luôn á. Hoa hồng tỉ muội nguyên một húng luôn nè. Đẹp quá trời luôn. Đây là cây trà mi nè các bạn, đỡ đẹp chứ không? Hoa đỏ là hoa gì mình không biết luôn, nhưng mà nhìn rất là đẹp, đỏ xen lẫn đi trắng. Đây, hai chị xinh đẹp đi mua hoa đây. Hoa đỏ lạ quá các bạn, lạ ghê luôn á. Mình mới nhìn thấy mấy cái lá đỏ đỏ này rất là đẹp, không cần phải có hoa nó vẫn thấy đẹp. Đây là cây phát tài nè, cao ghê chưa,
người ta có kỹ thuật trồng như nào mà lá xanh mướt, mình trồng chắc không được giống vậy quá. Ở đây người ta cũng có bán chậu nữa bạn, rất là nhiều chậu, bên trong nó có nhiều chậu đẹp lắm, nên mình quay lướt qua cho các bạn xem thôi. Đây nguyên một khu vực trồng lan nè các bạn, bạn thấy nhiều không, nhiều lan không, lan đỏ nè, lan trắng nè, lan vàng nè, lan tím nè, nhiều quá trời luôn, lan đẹp ghê không, đó lung linh luôn. Hoa thì đẹp mà người quay thì kỹ thuật không tốt cho nên không thể hiện hết nét đẹp của hoa. Trong này người ta có trồng những cái chậu cây nhỏ nhỏ để mình để trên bàn học, bàn làm việc nè, hay một gốc nhỏ nhỏ nào trong nhà rất là đẹp. Nguyên khu vực này là trồng những cây nhỏ ui, chỉ cần lá thôi mà cũng đã đẹp rồi, mình không biết nó là cây gì luôn á. Kiến thức về các loài hoa của mình hơi ít cho nên mình chẳng biết nhiều về các loài hoa. Các bạn vô đây rồi thấy nhiều quá rồi không biết đi hướng nào luôn, cứ đụng hướng nào quay hướng đó thôi. Mấy cây giống gần như là cây mấy cái chậu nhỏ nè, bán cốt bán cả thuốc, mấy cái thuốc mà kích ra hoa, mấy cái mà để phân bón cho hoa, họ bán đủ thứ, các bạn cần gì đến đây là có hết. Ủa, cho mấy cái chậu đẹp đi chưa. Ủa, đẹp quá. Đây, những cái chậu này mà trồng ở sân vườn thì thôi tuyệt vời. Hoa cúc nè, đẹp quá chừng luôn. Đẹp quá. Hoa đỏ lung linh luôn bà ơi. Mình không biết hoa gì nữa nhưng mà đẹp quá trời luôn nè. Rồi cây tắc nữa nè. Ôi tắc sai trái luôn. Cây thì thấp bé bé nhưng mà trái thì nhiều quá trời luôn.
không biết cây gì nữa mà nó có cái trái nhỏ nhỏ màu đỏ nè, nhìn xinh chưa? Cây gì đây không biết nữa mà trái nhỏ 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 màu đỏ. Kia đây như là khóm cây lưỡng mèo lưỡi hổ gì á. Phân bón rồi đó bạn, đất á, đất chứ không phải phân bón, đất. Những chậu hoa treo đây này, hoa treo trên đường vàng này. Xa xa, tuốt tuốt ở phía trên kia là chỗ mà trồng những cái cây nó to to, cây to. Sâu vô trong mình quay mấy cây to to cho các bạn xem nha. Ở cái chỗ này người ta kinh doanh nhiều lắm rồi đó các bạn. Mình theo mình nghĩ chắc cũng trên chục năm rồi á. Đây là mấy cây to nè. Cao ơi là cao luôn. Cây to là cây gì nữa đó, phía sông này là toàn là những cây to thôi. Cái hoa này mình thấy người ta hay trồng để tiếp cổng ngõ nhà. Hoa vàng vàng này. Thấy mấy cái cây này là người ta hay trồng ở ngay cổng cho nó leo. Cái cốc nè, cốc nhiều trái quá, cái tí mà trái quá trời luôn nè, cây cốc nè, đó, trái quá trời luôn, người ta trồng sao hay dữ người ta. Đây không biết cây gì luôn. Đây chưa tắt. Tắt chín vàng luôn. Nó bé bé nhưng mà nó có nhiều trái. Hoa 10 giờ đây.
nãy mình quay từ ngoài nhìn vô, giờ mình quay từ trong nhìn ra. Mi hoa trà mi đây, trà mi khoe sắc đây.
nhiều chậu, có nhiều hoa văn và mẫu mã rất là đẹp. Tùy theo cái mục đích sử dụng của mình mà mình chọn cái. Nhiều mẫu mã quá, đa dạng ha. Rất là nhiều chậu đẹp. Nguyên một khu vực nhiều quá trời tha hồ lửa luôn. Cây kim phát tài nè các bạn. Đây cây phát tài. Nãy giờ mình cũng quay gần hết cái cơ sở này rồi. Bây giờ mình tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè.